làm em không nuôi đứa nào hết trơn. Hồi đó mẹ em nuôi một mình em, giờ mẹ em bỏ em luôn, làm mẹ em không có nuôi. Rồi em có em là em gái hay em trai? Em trai. Rồi em trai em hiện giờ ở đâu? Giờ ở với bà nội. Rồi tay chân em mới bị té, cái chân đầu gối dính gì ở cái tay bị thương gì vậy em? Dạ, để em coi cái. Em mới bị chạy lần kia em mới té. Bị đi té hả? Dạ, là sao té kỳ vậy? Em bị dấp. Bị dấp hả? Chứ không phải là đói bụng xỉu té hả? Dạ, cũng kiểu đó. Em bị đói, em bị choáng. Em muốn nhắn nhủ với mẹ là mẹ giờ mẹ nếu mà mẹ thương con, mẹ cho con về, mẹ đi tìm con đi. Mẹ thấy ngay ngủ ngoài đường. Thương con, mẹ cho con về đi, đừng để con đi về nông thôn. Mẹ thấy được mẹ liên hệ với con đi, mẹ nhắn tin cho con để con biết đi. Mẹ thế này con không có liên hệ được với mẹ hết. Nhưng bà, cô chú, anh chị anh kinh vào vui vẻ. Hiện tại vào đi trên đường con của bác anh chị thì bác hay một em gái như thế này đang ngồi ủ rũ con khóc thường, không biết duyên nhân gì sao em lại nằm đây ngồi đây với con của bác anh chị. Thì nó có thể em này là bỏ nhà đi bụi luôn đó con. Thì em sẽ tiếp cận để hỏi em gái này để biết sự tình như thế nào. Chào em gái. Ôm em đi học rồi hả? Xong đi mẹ về. Mẹ thấy khóc đồ em không có nhà. Mẹ tưởng mẹ kêu em á, mẹ nói em về chúc mẹ với em một tí. Mẹ em làm giờ mẹ em về. Em 4 giờ 4 tuổi em về rồi em về. Xong cái mẹ về mẹ kêu mẹ mất đồ. Mà em không có đồ trong nhà đâu. Ủa mà mẹ mất đồ sao đuổi con gái đi ra đường vậy, kỳ vậy? Rồi mẹ mất đồ gì? Em không biết, không có kiểu mất cái gì á. Xong kia mới đuổi em đi. Nó không gì cho nhà. Em về em đang lấy mẹ quá trời luôn. Mẹ không cho vô. Mẹ đuổi em đi. Bây giờ em đi kiếm em. Mẹ em đổi em đổi đi về nhà. Rồi em ở với mẹ rẻ hả? Dạ mẹ ruột. Mẹ ruột mà sao kiếm mẹ là đi là sao? Lúc trước em ở đâu? Dạ lúc trước em ở quận 7 luôn. Quận 7 sao đi qua tới đây luôn lạc như vậy? Mẹ em đi vòng vòng, em đi mỗi nơi em tìm mẹ em. Em tìm hồi lúc trước em đi tới Củ Chi em tìm mẹ luôn, không thấy mẹ đâu hết. Ủa vậy hả? Vậy sao lạ vậy? Mà bây giờ là mẹ em ở quận 7 em ở đường nào? Dọn đi chỗ khác luôn, mẹ không có ở đó nữa. Em xuống em hỏi hết luôn, không ai biết mẹ em ở đâu hết trơn á. Thì ba em đâu? Ba em ở em từ nhỏ rồi, không biết ba em đâu hết. Trời ơi, giờ hôm nay em sinh sống bằng cái gì? Dạ, em ngủ ngoài đường. Em ngủ ngoài đường hả? Dạ. Trời ơi, ngủ ngoài đường là em ngủ lúc nào vậy? Dạ, ngủ đâu được, ngủ mà. Trời ơi, giờ hôm nay em ngủ, em đi lưu lạc tới Bình Thạnh luôn. Trời ơi, con có bác anh chị. Rồi em ăn uống cái gì mà anh thấy vẫn thấy em mập là sao? Đâu cái này, cơ thể em vậy, nói giờ nói vậy. À, cái là cái tạng người đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, mẹ em năm ba bao nhiêu tuổi sao bỏ con gái bỏ ra đường vậy, kỳ vậy? Mẹ em năm nay còn 47 rồi. 47, gia đình em mấy người mà sao mẹ lại cư xử con kỳ cục vậy em? Dạ, gia đình em 4 anh chị em. Rồi mấy anh chị em làm gì? Dạ, mấy anh chị em, chị em thì không biết, còn anh em đang đi nghỉ vụ. À, là em còn một đứa em nữa hả? Dạ, đúng rồi. Rồi mẹ bỏ em đi luôn? Dạ, bỏ hết 4 đứa luôn. Bỏ hết 4 đứa là sao? Dạ, mẹ em không nuôi đứa nào hết trơn. Hồi đó mẹ em nuôi một mình em, giờ mẹ em bỏ em luôn. Mẹ em không có nuôi. Rồi em có em là em gái hay em trai? Dạ, em trai. Rồi em trai em hiện giờ ở đâu? Dạ, ở với bà nội. Bây giờ là nội em ở đâu vậy? Dạ, nội em ở với Trà Vinh á. Trà Vinh, bây giờ nhớ địa chỉ nhà nội không? Nhớ không, em không có về đó. À, là đẻ bỏ lúc nhỏ luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Còn em ở đó, mẹ em để em ra. Mẹ em đâu nuôi em đâu. Vậy hả? Người hàng xóm người ta thấy em vậy, người ta ẩm vậy, người ta nuôi tới giờ. Người hàng xóm giờ
mẹ không có chu cấp, hàng xóm không có nuôi được nữa, hàng xóm trả về, xong cái bác kiếm chị mà đuổi em đi này nọ. Rồi em sinh sống bằng cái gì vậy? Ta cho ăn đi, ra ngoài đường này nè, ta thấy thương quá, ta cho ăn, ta cho gì mình ăn đó. Hình như là đây là những cái bộ đồ của em á hả? Thì là ngày là em ngồi gấp cây như vậy hả? Dạ. Năm nay em được nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 14. Mới 14 tuổi thôi. 14 tuổi mà sao bự con như vậy? Giờ em có giấy chứng minh gì không? Mà bây giờ muốn nhà trọ sao muốn là lưu lanh lưu địa vậy luôn à? Mẹ em kêu mẹ em đưa giấy cho em đem đi làm. Mẹ không chịu. Sao kỳ vậy? Em không biết nữa. Em nói mẹ bây giờ mẹ không nuôi con nữa, mẹ đưa giấy cho con. Con đi làm với chứng minh. 14 tuổi đi làm với chứng minh đi rồi mới thuê nhà trọ đồ được chứ. 14 tuổi làm được giấy chứng minh rồi. Mà mẹ em kêu mẹ em là bây giờ mẹ đưa giấy chứng minh cho con. Mẹ đưa giấy cái danh để con đi làm với chứng minh. Con đi mới nhà, đi xin việc làm. Chứ mẹ không nuôi đâu mà mẹ có giữ giấy không mày. Mẹ để con đi làm là không như hoài. Em cho anh biết là em tên họ là gì, họ tên là gì biết không? Biết. Tên gì? Em tên Giang Ngọc Như Quỳnh. Cái gì? Giang Ngọc Như Quỳnh. Giang Ngọc Như Quỳnh. Là em học đến lớp mấy? Dạ, em học tới lớp 8 em nghỉ. Lớp 8 là vừa rồi nghỉ nên mới nghỉ đây luôn hả? Dạ đúng rồi. Mới 14 tuổi mà bự con vậy trời. Rồi chân em làm gì bị ghẻ không vậy? Cái này em bị từ nhỏ luôn. Nó giống như nó bị lên bàn vậy. Rồi em có quậy gì không mà mẹ em lại đuổi em đi kỳ vậy? Không, đó em đi học về đó. Mẹ em bị mất đồ, cái mẹ em tưởng đưa em lấy, mẹ em đuổi em đi. Trời ơi. Đuổi em quay bên nhà bà mẹ nuôi á, mà mẹ nuôi á kêu á là bây giờ á mẹ không có khả năng mẹ nuôi con, nên là con lên ba đi. Mà em không có biết địa chỉ nhà ba em ở đâu hết trơn á. Sao không hỏi mẹ nuôi địa chỉ nhà ba đâu? Em hỏi hết luôn ở đó không ai biết hết á. Ba em bỏ đi từ hồi lúc mà em chị hai em á, ẩm chị hai với anh ba em đi. Chỉ mới có 1-2 tuổi là đi rồi nên không ai biết hết nữa. Là em có em nhỏ, thằng em, cháu em là nhỏ hơn em tuổi hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ quê nội Trà Vinh. Dạ. Rồi em từ quận 7 em đi tất cả vòng vào thành phố để em tìm mẹ em. Dạ đúng rồi. Mà mẹ em là tên gì và ngoại quê ở đâu? Dạ. Ngoại quê em không biết, tại em không có đi lại nước ngoài. Mẹ em tên Trần Thị Bích Thuận. Mà sao mỗi lần là không hỏi mẹ quê ngoại đâu, thấy mẹ vậy sao không hỏi bà nội ngoại gì, cô gì, chú bác gì? Tại vì bên ngoại không ai thích gia đình em hết trơn nên là không có liên lạc gì bên ngoại hết đó. Gia đình em đó giờ không có liên lạc tới bên ngoại. Là mẹ em ở đây là mướn nhà trọ hả? Ở dạ hả? Đúng rồi. Là quê mẹ là ở đâu, ở Sài Gòn hay ở tỉnh? Dạ ở tỉnh. Nói chung nó nằm ở đâu, hình như ở Đắk Lắk hay sao á. Nó gần ở Đắk Lắk hay sao á. Gần Đắk Lắk. Dạ. Bây giờ em sắm như vậy luôn á hả? Dạ, mấy bữa nay ăn uống như thế nào là người ta cho gì ăn đó? Dạ đúng rồi. Rồi đi có bộ đồ vậy, không có đem đồ theo luôn hả? Đợi khi đuổi là em chỉ mang con này đi thôi. Dạ đúng rồi. Rồi em bỏ như vậy đi bưu rượu về lâu chưa? Bị mẹ đuổi lâu chưa? Mẹ đuổi em 2 tháng nay rồi. Rồi đi đang đi học mình bị đuổi 2 tháng nay luôn. Sao mẹ sao lại nhẫn tâm như thế lên trời? Mẹ em nghỉ học gần nửa năm. Mẹ tại vì mẹ không có đóng tiền. À. Sao mẹ tháng này, sao mẹ tháng tiền học phí mẹ không có đóng đồng nào hết trơn á. Xong em bị nhà trường nói. Nên là em ức quá, em về em nói mẹ bây giờ mẹ không đóng nữa. Thì con nghỉ học đi chứ con mẹ. Mẹ cho con đi học mà mẹ không đóng tiền học gì hết trơn á. Nhà trường có nói con hoài. Xong rồi cái mẹ em kêu á, để mẹ em đóng. Rồi á, cuối cùng mẹ cũng không đóng. Em mới tức quá, em mới nghỉ. Em nghỉ được tầm một tháng á. Từ sau là mẹ em đuổi em đi. Mẹ em nói là em đang đi học thêm về. Rồi em lúc trước em học trường nào vậy? Dạ trường Nguyễn Bình Khiêm á.
Nguyễn Bỉnh Khiêm là nó nằm ngay dưới dòng xây cầu Tân Thượng đúng không? Dạ không, nó nằm ở dưới nhà bè. Dưới nhà bè luôn hả? Dạ. Bây giờ em còn nhớ địa chỉ nhà mẹ nuôi em không? Dạ không, lâu lắm rồi. Mẹ nuôi em trả em từ hồi 1-2 năm trước rồi. Bây giờ em không biết gì liên lạc gì được với mẹ nuôi hết trơn. Nên em không biết mẹ nuôi em ở đâu. Là trước khi mà em đi bỏ em là ở ngay địa chỉ nào cô quận 7? Là em cũng gần nhà mẹ nuôi. Gần mẹ nhà mẹ nuôi là đường dạ. Quỳnh Tác khúc nào vậy? Dạ nó nằm ở ngay cái khúc mà ở dưới ngay gần trường Nguyễn Bích Khiêm. Là cái địa chỉ nó là 2056. Mà bây giờ mẹ nuôi em cũng chỉ nhà luôn rồi. Em hỏi hôm trước em định về nhà mẹ nuôi em ở, em hỏi giọng họ mẹ nuôi em á, thì mẹ nuôi em kêu mẹ nuôi em làm giờ bà bỏ bánh bánh bà đi rồi, bà không có ở đó đâu mày ngủ cái gì. Mà bây giờ là tối em ngủ ở đâu? Dạ em ngủ ở đằng kia, ở đằng ngay cái chỗ dành đi xe đẳng. À, ngủ trên trạm xe buýt luôn. Dạ. Rồi tối ngủ vậy là có bị ai dê xâm phạm gì không? Dạ không, tối em nằm luôn mà em không có dám ngủ. Dạ không, em ngủ ban nào mệt là ngủ luôn. Dạ không, em không có dám ngủ luôn. Tại vì em có thân mình mà con gái nó không có dám ngủ. Em cứ thức, em cứ làm nhắm mắt vậy. Mà em không ngủ vậy qua ngày dài tháng rộng sao chịu nổi? Em kêu bà đưa cái bà cứ hẹn tới hẹn lui hoài à. Tới ngày hôm nay bà có vui chưa đưa cho em nữa. Bây giờ đợi anh chút. Rồi em ra đường em ôm gấu vậy hả? Trời ơi, mấy bà lớn bỏ đi tội nghiệp với bà con cô bác anh chị. Anh thấy cái chuỗi với con gấu còn mới mà là sao? Em có nói dạ, cái này em giữ. Giữ mới hả? Dạ. Em làm dơ, dơ không có chỗ giặt, em tội nó lắm. Cái chân là bị bệnh lý đó không? Em không biết nữa mà dạ, em bị từ hồi lúc em còn nhỏ xíu à. Rồi tay chân em mới bị té, cái chân đầu gối dính gì ở cái tay bị thương gì vậy em? Dạ, để em coi cái. Em mới bị chạy lần kia mới té. Bị đi té hả? Dạ, là sao té kỳ vậy? Bị giáp là chứ không phải là đói bụng xỉu té hả? Dạ, cũng kiểu đó, em bị đói, em bị choáng, xong cái đó, tí. Đúng rồi, là thiếu đường đúng không? Dạ, tí, lấy cái này, cái chân cái này đỡ không được, tí này em đỡ, nên nó gà tí. Rồi hôm nay có bà, có ăn, em ăn cái gì chưa vậy? Dạ, chưa. Chưa ăn gì luôn? Chưa. Rồi nước này, mình cái bình nước này là em xin nước ở đâu, là nước là em muốn, em đem theo nước uống nè. Cái bình này là hôm qua cô ở đằng kia. Cô cho em, cô mùi, cô cho em, cô thấy em ở đằng kia kìa. Cái em ngồi em cứ ngày nào em cũng ngồi em kiếm chỗ em ngồi để em tìm mẹ em chứ. Cái cô đi ngang, cô thấy em vậy, cô giúp em, cô mua cơm với mua nước gì rồi. Mà em ở quận 7 em phải tìm mẹ vòng vòng khu vực quận 7 chứ. Không, mẹ em dọn rồi, lúc trước mẹ em ở quận 7 rồi xong rồi mẹ em đi lên Củ Chi. Hết Củ Chi xong tới quận Tân Bình kiếm rồi mẹ em đi tùm lum quận. Mà sao em biết thông tin mà em dọn đi mấy cái quận đó? Dạ tại em xuống dưới em hỏi người dân ở dưới á. Em hỏi người mấy người gần nhà ở dưới á. Hỏi cái mẹ em kêu á là bây giờ người đó kêu á mẹ em dọn đi lâu rồi. Giờ tao không biết mẹ đâu hết á. Hồi đó mẹ em có quen cái ông nào á, ông Tuấn nào ở bên Tây Ninh á. Ngày nào cũng ông ở sở chỗ cũng bên mẹ em hết trơn á. Chuyện chửi hai mẹ con rồi xong cái mẹ em mới tự mà mẹ em bỏ em đi, bỏ đi. Cái em với mẹ bỏ đi, cái ông cứ kiếm ngày nào kiếm. Cái lúc mà mẹ em ở trên Tân Bình với em á, ông điện ông kêu mẹ em gì. Mẹ em bỏ em mới chết một mình luôn, mẹ em đi theo ông đi gì. Bỏ em mới chết một mình, xong cái ngày hôm đó mẹ em không có để tiền ở nhà cho em. Rồi em đang nói chuyện với bạn á, cái tự nhiên em choáng, em chóng mặt em xỉu ở đó luôn. Mà nhà nó mệt quá đâu có mở cửa đâu. Để đóng cửa kính mít rồi. Rồi hả bạn em thấy vậy điện cho chủ nhà lên kêu lên hả mua đồ cho em ăn này nọ. Rồi lúc đó em mới tỉnh.
mẹ lúc đó mẹ bỏ mẹ đi luôn, mẹ không có, mẹ không có quay lại luôn. Tới bây giờ rồi hả, mấy tháng trước á, em mới năn nỉ mẹ về đi, không đi về đi, mẹ đừng theo ổng nữa. Mẹ theo ổng hoài, mẹ thấy mẹ khổ, ổng đó nhà có đầy, có nhà có hả, gia đình đầy đủ, mẹ không chịu, mẹ theo ổng, bây giờ mẹ mất hết rồi đó, mẹ chưa chịu hay sao? Mấy thằng kia, bà không chịu, bà cứ vậy hoài, em khuyên hoài luôn, bà mới chịu gì à? Về xong cái hai về xong cái mấy tuần sau, tầm nửa tháng cái ba đối thoại em lấy đồ là ba đuổi em đi luôn. Rồi hai tháng nay là em đi tìm mẹ em. Dạ. Là sống ngoài lề đường như thế này để đi tìm mẹ hả? Dạ. Rồi sao mẹ bỏ đi mà không đi tìm con cái mà lại đuổi con cái đi thế này? Em có nhớ số điện thoại của mẹ em không? Dạ nhớ mà điện thoại bao không à. Bây giờ lát cho anh điện thử cây dạ. Nha. Biết bao nhiêu người em ngồi ở đây, biết bao nhiêu người lại hỏi em số điện thoại của mẹ em, cho số điện cứ thuê bao, cứ thuê bao không à. Chắc bỏ số đó rồi hay sao đó em không biết đâu mẹ, em chỉ biết có cái số đó của mẹ à. Em không có quê quê ngoại thì ở Đắk Lắk mà không biết cái xã nào hả? Dạ tại vì em nghe là gần ở đó thôi chứ em không có biết, em đó giờ em không có về quê ngoại. Tới giờ em không có về quê, còn quê nội á thì hồi đó em có về rồi, tới bây giờ luôn không về nữa. Bây giờ nè, anh có việc đi qua đây là tạm thời, là anh để lại số điện thoại cho em với gửi em 100.000 để khi mai anh sẽ quay lại giúp em. Bây giờ anh có việc, anh đi công chuyện, anh đi công tác qua đây và học sức á. Trời ơi, rất là đáng thương hoàn cảnh bé gái này và căn phòng của anh chị. Em năm nay mới có 14 tuổi thôi, được mẹ đẩy ra đường như thế này nè. Không biết vì sao mà mẹ lại bỏ con gái mình như thế này. Tuổi đang lớn, đang học luôn của con của anh chị. Thì con gấu bông rất là đáng thương, cái tuổi đang chập chững bước vào đời. Nhìn em có vẻ trầm tư già hơn lứa tuổi. Hôm nay chắc em buồn rầu dữ lắm hả? Sao nhìn cái mặt cứng, anh tưởng 18, 19 tuổi không á? Yeah, mới có 14 tuổi rồi mà nhìn già quá trời luôn á. Cái mặt em tối giờ nó vậy. Rò rầu quá đúng không? Dạ, đi đâu em nói em lớn tuổi. Dạ. Thì chưa chứng minh luôn trời. Về xưa với chứng minh mà sao giờ, sao muốn thuê nhà trọ, thuê đồ sao giờ? Em kêu mẹ đưa hoài, mẹ có hẹn hoài luôn á. Xong cái em cũng có đi nhờ công an là tìm mẹ em giùm để lấy giấy chứng minh cho em. Bây giờ qua clip này nè, em nhắn nhủ gì với mẹ em để nhờ bà con cô bác cộng đồng người ta chia sẻ clip này đến cho mẹ em coi. Dạ, em muốn nhắn nhủ với mẹ là mẹ giờ mẹ, nếu mà mẹ thương con, mẹ vô con về mẹ đi tìm con đi. Mẹ thấy ngang ở ngoài đường, mẹ thương con, mẹ cho con về đi, đừng để con đi gì nữa mẹ. Mẹ thấy được á, mẹ liên hệ với con đi, mẹ nhắn tin cho con để con biết đi. Mẹ thế này con không có liên hệ được với mẹ hết á. Em hy vọng quý bà con cô bác quý anh chị chia sẻ mạnh tay clip này để em gái có cơ hội tìm được mẹ và con cô bác anh chị. Thì em hiện bây giờ là không có thông tin liên lạc, là không biết quê quán mẹ ở đâu, và ba thì bà bỏ đi từ nhỏ, rất là đáng thương. Con cô bác anh chị mới có 14 tuổi mà bị đẩy ra đường như thế này rồi. Thì hy vọng bà con cô bác anh chị có biết bé này thì để lại bình luận, biết người thân của bé này thì liên hệ em để em sẽ kết nối cho em gặp lại gia đình và người thân của em. Cảm ơn bà con đã xem video.